Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ giới thiệu tới quý vị một cái đầu đèn non còn rất là đẹp và còn luôn remote luôn nha quý vị. Cái đầu đèn non này là âm ly nghe nhạc có receiver, nhưng mà receiver kiểu này dòng là dòng đời mới nên là receiver quý vị không thấy cái kim, những cái kim về tần số, nhưng mà cái này là cái chỉnh màn hình như vậy rất là đẹp nha. Và Bi đang bấm remote để Bi quý vị thấy qua nghe FM nè, AM nè, bắt rất là rõ nha quý vị, cực kỳ rõ luôn. Và đánh nói chung là đánh rất là lực, nó đánh với dòng Freedom hay Sunwin đều rất là ok, rất là hay luôn á, đánh rất cực kỳ lực luôn. Công suất của nó là 235W. Đây. Còn khi mà nghe CD thì đây quý vị nhấn vào cái nút tông này nè, tông control này là quý vị để chỉnh bass nha. Nè. Đó. Chỉnh là chúng ta vặn lên đây cái nút tròn này. Đây. Rồi chúng ta chỉnh qua bass nè, đây. Quý vị nhớ nha, muốn chỉnh bass thì nhấn vào nút tông. Còn cái đây. Qua trái phải thì bên đây. Đó, volume ở đây. Đó, quý vị thấy những cái dòng đời mới này thì quý vị thấy volume nó vặn nó lên số như vậy nha. Đây màn hình như vậy nha quý vị. Và nó đánh được hai cặp loa A còn B luôn. Và công suất của nó là 235W, model của nó đây. DRA500AE nha quý vị. Còn rất là đẹp, đẹp như hàng mới luôn. Dòng này cũng còn bán hàng mới mà. Đây là cái remote của nó nha, remote riêng của nó luôn nè, còn màu luôn với cái âm ly nha quý vị. Và mức giá của nó cũng rất là bình dân, không có mắc đâu. Rồi bây giờ mình quay phía sau. Đó, chỉnh lâu nén luôn nha quý vị. Đây, mình quay từng cái quý vị xem. Nó sử dụng nguồn điện 220 nha quý vị, nên rất là tiện lợi và nó được sản xuất tại China, made in China nè. Ai không sợ cháy thì quý vị dùng cái con này rất là ok. Và mức giá bị bán là 6 triệu đồng. Giá bị bán là 6 triệu đồng nha quý vị. Nói chung là còn remote còn rất là đẹp luôn. Nói chung là rất là ok, rất là đẹp luôn nha. Đánh được hai cặp loa và nó sử dụng nguồn điện 220. Ai thích thì alo cho mình sớm nha quý vị. Đánh cực kỳ hay, phải nói là hay luôn. Và quý vị nhìn vào thì nó không phải là âm ly xem phim nha, nó là một âm ly nghe nhạc nha quý vị. Nhưng mà cái dòng này là dòng đời mới, nhưng quý vị thấy là nó khác với những âm ly receiver đời cũ kia. Và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Nhớ thuở hồng trường tâm
tình thương hay ngõ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ. Chuyện tình yêu vẫn ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về thắm đôi lần tình trẻ. Một người xa cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa chọn ca một đêm chờ em, đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mơ ngập đâu. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có xa anh. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về thắm đôi nhân tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa vô tim, xu anh vào kỷ niệm thao thân trọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lâu. Vẫn nhớ nhau thôi, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu chân người tình nhau, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa anh. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Tình thời xa ấy giờ đây đường thay.